toàn dân cầu sinh, xuyên qua, nữ cường, vũ trụ chi thành, tinh tế mạo hiểm, tôi đứng ở thành phố bầu trời trong suốt, nhìn lên ánh sáng của xa. Mu Ên trên đỉnh các vị thần, sự cô độc của chúng ta tự như thành phố trôi nổi trên bầu trời, giống như một bí mật, nhưng không thể nào kể rõ. Hãy để thần thoại cổ xưa, xoay quanh bầu trời thành phố của chúng ta, kể về sự bí ẩn của vũ trụ, và quá khứ của nhân loại. Đây là câu chuyện của nhà khảo cổ học Quan Kỳ một bí mật trong một ngôi sao phủ bụi đã lâu, hôm nay đều theo gió mà qua. Chương 1 Xuyên qua vũ trụ thế giới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Một tòa vẫn thạch đảo nổi, trôi nổi ở trong vũ trụ, một cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ sinh hai tay nâng cầm, ngơ ngác ngồi ở trên đảo nổi, nhìn xa xa hơi có điểm chói mắt mặt trời. Một người sống trong không gian bao lâu? Nếu là 10 phút trước, quan kỳ nhất định sẽ cho rằng ngươi là kẻ ngốc, mới có thể hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Làm sao con người có thể sống trong không gian? Một khối loan lỗ thiên thạch bay qua, phía sau còn đi theo một đống vũ trụ rác rưởi, chậm rãi bay tới, sau đó lại chậm rãi bay xa. Xa xa là tinh không vũ trụ mênh mông thần bí. Có trời mới biết mình tại sao lại ở chỗ này, Quan Kỳ ngồi ở trên đảo nổi, cảm thấy thể trọng của mình rất nhẹ, trọng lực của đảo nổi rất nhỏ, nàng có chút cẩn thận từng ly từng tí e sợ bay ra khỏi đảo nổi. Mặt trời hơi chói mắt. Nàng lấy tay che khuất ánh mặt trời hướng bốn phía nhìn lại, trong vũ trụ bao la trống vắng, không khỏi vẻ mặt mờ mịt. Ta! Thật sự ở trong vũ trụ. Quan Kỳ là một đội viên khảo cổ vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, biệt danh là Nữ Hiệp, nổi tiếng với thân thủ nhanh nhẹn, cẩn trọng với công việc, là một nhà khảo cổ tài ba, vừa mới 10 phút trước, cô còn đang cùng đội khảo cổ khai cuộc một phế tích thời đại không rõ. Ở trong phế tích này, cũng không biết chạm vào cơ quan gì, thời không bắt đầu vặn vẹo, hư không chấn động, địa cầu đột nhiên nổ tung, ở trong vũ trụ nở rộ ra một đám hoa xinh đẹp. Trái đất vỡ vụn một cách vô lý. Trong vụ nổ kịch liệt, quan kỳ thân thủ nhanh nhẹn ông chặt tế đàn quỷ dị của một cây cột bạch ngọc thạch gần mình nhất trong phế tích, sống chết không buông tay. Tế đàn cổ xưa này đột nhiên sống lại, vặn vẹo như rắn, trong kinh hoảng muốn chạy ra khỏi thời không này, vung công tắc kỳ, sau đó quan kỳ kinh giận cắn một cái về phía tế đàn này. Ngươi là chó sao? Tế đàn phát ra tiếng gầm giận dữ. Quan kỳ bị tảng đá bắn tung tóe làm bị thương, một giọt máu nhỏ xuống tế đàn này. Tai nạn đã xảy ra. Nghi thức cổ xưa mở ra, bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động. Nhận chủ nghi thức hoàn thành, cẩu đầu tế đàn nhất định phải vĩnh viễn trung thành với tân chủ nhân quan kỵ, nếu có phản bội, thiên ghét chi, thiên khí chi, thiên diệt chi. Cẩu đầu tế đàn, ngươi đồng ý sao? Cẩu đầu tế đàn ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời khủng bố cửu thiên thần lôi đang nóng lòng muốn thử, chờ nó nói không đồng ý, liền một kích mà xuống, đem nó tan xương nát thịt. Cẩu đầu tế đàn lập tức lộ ra nụ cười mê người. Ta đồng ý. Nghi thức nhận chủ tự nguyện hoàn thành, tế đàn cổ quái này tồn tại vĩnh viễn không thể phản bội chủ nhân, phải chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Chỉ là đối với loại nghi thức nhận chủ gần như sỉ nhục này, tế đàn vừa nghĩ tới liền cảm thấy rất bi phẫn. Nữ nhân điên như chó này, thật sự là quá giả man, quá đáng, sao có thể một lời không hợp liền động miệng. Được rồi, bây giờ ngài là chủ nhân của ta. Chủ nhân vạn tuế vô cương. Dung nham phun ra nhanh chóng nguội lạnh trong không gian, biến thành vô số khối đá lớn nhỏ bằng phẳng, xinh đẹp tự như tảng băng trôi giữa sông Usuri, hoa băng dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, cùng nhau xoay quanh mặt trời. Trái đất đã biến mất trong quỹ đạo của chính nó và trở thành một nhóm thiên thạch vành đai Coburi mới. Thậm chí vượt qua địa cầu tổng nhân khẩu, có trên trăm ức người trôi nổi ở vũ trụ, mỗi người đều ngồi ở trên một khối vẫn thạch, đây là từng cái đảo nổi, mọi người trợn mắt há hốc mồm, không biết đã xảy ra chuyện gì quỷ dị chính là, trên địa cầu không khí cũng không có tản đi, mà là phân bố ở trong vành đai thiên thạch. Đây là một vành đai thiên thạch với bầu khí quyển. Nơi nào gần đảo nổi thì không khí rất phong phú, còn nơi nào xa đảo nổi thì không khí rất loãng. Bốn phía thật sự là quá trống trải, yên tĩnh không tiếng động, 10 tỷ người nghe tự hồ rất nhiều, nhưng phân tán ở mênh mông thiên thạch vành đai bên trong, ngươi dù là cả đời cũng không gặp được một người cũng không tính là kỳ quái quan kỳ không biết là địa cầu của mình nổ tung hay là mình xuyên qua đến một thời không đặc thù thẳng đến nghe được một thanh âm quan kỳ mới tin tưởng chính mình là xuyên qua hoan nghênh đi vào vũ trụ đảo nổi cầu sinh phân đoạn thanh âm rất rõ ràng không chói tai tất cả mọi người nghe được thanh âm to lớn này đây là một thế giới chân thật xin hãy quý trọng sinh mệnh của mình thế giới này không giống với thế giới ban đầu của các ngươi cho nên phải cẩn thận nghe kỹ quy tắc của thế giới này hòn đảo nổi của các bạn cũng chính là khối thiên thạch dưới chân các bạn có một chút trọng lực nhưng khi bạn hành động trên thiên thạch tuyệt đối đừng dùng lực quá mạnh bạn có thể sẽ vọt vào trong không gian trong vành đai thiên thạch vỡ nát này cất giấu các loại tài nguyên đều là nhân loại các ngươi tự mình sản xuất ra là rác vũ trụ cũng là hy vọng sinh tồn của các ngươi tin tức bất hạnh nơi này còn có rất nhiều ẩn dấu ma vật cũng lẫn trong những thiên thạch này tỉ như địa tâm dung nham bên trong ma quỷ tỉ như thần bí các loại biến dị giả thú cùng quái vật, có chút ngoan ngoãn, có chút hung tàn, chúc các ngươi may mắn. Năng lượng, ẩm thực, vũ khí là bảo đảm sinh tồn của các ngươi. Nâng cấp hòn đảo nổi của bạn để có được một môi trường sống lớn hơn, mạnh mẽ hơn và thoải mái hơn. Hoan nghênh các ngươi xuyên qua đến thế giới mới tinh này, nơi này là hy vọng cũng là ác mộng. Tân thủ bảo hộ một tháng, xin quý trọng đoạn thời gian tốt đẹp này một tháng sau, người sống sót mới có tư cách tiến vào thám hiểm vũ trụ chân chính. Một quyển sách điện tử từ trong vũ trụ chậm rãi bay tới, rơi vào trước mắt quan kỳ, quan kỳ tiện tay tiếp được. Sổ tay sinh tồn vũ trụ. Sách chất liệu không rõ, mở ra điện tử thư tịch, một cái rõ ràng quan ảnh màn hình đột nhiên hiện lên trên không trung, màn hình tự như tivi màn hình, dài 1m5, rộng 1m dáng vẻ, sách điện tử mặt trên còn có ấn phím có thể điều chỉnh cái này quan mặt lớn nhỏ. Góc trên bên trái có ngày. Lịch vũ trụ, không ngày và 15 phút. Quan kỳ đem màn hình này điều chỉnh nhỏ một chút, nội dung trên màn sáng thoạt nhìn phi thường rõ ràng. Trên sách còn có rất nhiều phím thao tác, tùy tiện xem một chút, có kênh nói chuyện phím, kênh nhiệm vụ, kênh giao dịch, quyển sách điện tử này nguyên lai like là một hệ thống thiết bị liên kết bao hàm toàn diện. Hiển nhiên, tất cả mọi người nhận được quyển sách này, Kền cha còn không có yên tĩnh ba giây, liền bắt đầu trở mặt. Đây là nơi nào? Vũ trụ A, à, ngươi không thấy một viên pháo hoa lớn như vậy sao? Ta hôn mê, vừa mới ở sau núi đào rau dại, đột nhiên rơi một cái hố bên trong, như thế nào liền đến vũ trụ? Nhận rõ hiện thực đi, bằng hữu, địa cầu không còn. Đây là một trò chơi sao? Chúng ta đều xuyên qua đến trong trò chơi. Không giống như một trò chơi, mà giống như một không gian và thời gian khác Ô ô ô, thật đáng sợ Ta dưới mông cái này đảo nổi làm sao chỉ có một mét lớn nhỏ Cái này tùy thời đều muốn bay ra ngoài a. À. Cái này làm sao sống Ô, vì cái gì đảo nổi của ta thật lớn Ít nhất có một trăm mét vuông Chẳng lẽ ta chính là thiên tuyển người Các ngươi những con kiến hôi này Đều phải quỳ xuống trước mặt ta Cút Hỗn cầu ngươi sao không đi chết đi Ai Mặc kệ như thế nào Ông trời thương hại, người một nhà chúng ta vẫn ở trên một hòn đảo nổi. Tất cả mọi người đang phát tiết cảm xúc. Mọi người đều hoảng sợ. Sau một thời gian ngắn hỗn loạn và sợ hãi, ai đó bắt đầu cố gắng khám phá thế giới mới này. Đây là một vành đai thiên thạch hỗn loạn và hoang vắng. Thỉnh thoảng có thiên thạch lớn như núi lớn đi qua, trong yên tĩnh mang đến cho người ta áp lực vô cùng khủng bố, dọa người tâm phách. Chương 2. Đầu chó tế đàn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Quan Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua đảo nổi của mình, chính là một khối thiên thạch dẹp lớn, ước chừng hơn 10 mét vuông, hình tròn bất quy tắc, độ dày cũng không đến một mét, tự như một đóa hoa sen. Ở giữa đảo nổi dựng thẳng một cây cột bạch ngọc tế đàn, đỉnh tế đàn có một pho tượng đầu chó, giống như nhụy hoa. Loại thiên thạch kích thước này, chính là hòn đảo nổi ban đầu mà tuyệt đại đa số người sở hữu. Quan Kỳ không phải là người được trời chọn, cũng không phải kẻ xui xẻo. Không cấp phù đảo. Đây là một viên cực kỳ đơn sơ vẫn thạch, phi thường yếu ớt, đề nghị ngươi nhanh chóng thăng cấp, nếu không gặp phải vũ trụ bảo tác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Để lên đảo nổi cấp 1, cần 250 đơn vị đất và 125 đơn vị đá. Đất và đá. Đang lúc quan kỳ xoa xoa cái mũi, có chút ngẩn người, một cái rương tiếp tế đột nhiên xuất hiện ở trên đảo nổi, chấn động một chút e sợ quan kỳ không chú ý tới nó. Quan kỳ cảm xúc không tính là quá tốt, đang một bụng tức không có chỗ phát tiết, ngữ khí tự nhiên không tốt lắm. Quà tặng tân thủ. Trong này có công cụ và vật phẩm các ngươi cần gấp. Quan kỳ mở rương ra, trong nháy mắt rơi ra vài cái quan đoạn, nhặt lên quan đoạn, đinh đinh đương đương, rơi ra rất nhiều thứ. Động cơ cấp không, màu trắng. Sức mạnh không mạnh, tỷ lệ thất bại cực cao, nhưng nó cho phép hòn đảo nổi của bạn di chuyển tự do trong không gian mà không biến thành một tảng đá thực sự. Cấp không pin, trắng. hai Cung cấp yếu điện, động cơ của ngươi cần nó cung cấp điện năng, mỗi cái pin có điện 100. Di chú. Này pin có thể sạc tái sử dụng. La bàn không gian, màu trắng. Thường xuyên thất bại, môi trường điện từ trong không gian đơn giản là quá phức tạp, nhưng bạn vẫn cần nó để định hướng thành thật mà nói, thứ này không quá linh hoạt, nhưng bạn cần sử dụng nó để câu vật tư trong không gian lên thiên thạch của bạn, đừng bao giờ vứt bỏ móc câu này. Bánh mì pháp x1, 500ml nước khoáng x1. Hết rồi. Chỉ thế thôi sao? Hệ thống keo kiệt, chỉ cho hai khối bánh mì cùng một chai nước khoáng, còn không bằng trực tiếp chết đói mọi người quên đi. Quan kỳ có chút oán giận, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tế đàn cổ quái trên đảo nổi của mình pho tượng đầu chó kia tựa hồ lắc lắc cái đuôi, cũng không biết là mình hoa mắt, hay là nó thật sự lắc cái đuôi. Bàn thờ của các vị thần Thứ này có một chút kỳ lạ, nó dường như là một sinh vật sống, nó có tầm nhìn sâu sắc không gì sánh kịp, có thể cung cấp cho bạn rất nhiều chỉ dẫn trên đường đi, cũng có thể đưa bạn đi tìm một số thứ đặc biệt, một số tốt, một số nguy hiểm. Quan kỳ mặt đều đen, đây không phải hệ thống tin tức, đây là tế đàn tự giới thiệu hệ thống không nhận ra tế đàn này chỉ là tế đàn này nướng bánh như vậy sao giới thiệu cho mình cũng phải giả bộ một chút rõ ràng một tế đàn đầu chó nó nói mình là tế đàn thần linh lừa ai đây nói tóm lại tế đàn này chính là một người làm công nhân viên hướng dẫn và bình luận viên nó tự định nghĩa hai chức năng nhìn không bắt mắt bất quá mạo hiểm vũ trụ coi như hợp dụng nhanh lên bay về hướng nào quan kỳ lắp đặt xong động cơ không kiên nhẫn thúc giục tế đàn cậu đầu tế đàn rất muốn một cước đem cái này ngốc nữ nhân đá xuống viên này thiên thạch nhỏ nhưng ai bảo cái này tiểu nữ sinh vậy mà vẫn là chủ nhân của mình nhìn nó ngoan ngoãn giải thích chủ nhân cao quý thân ái ta chỉ có thể ở trong phạm vi một km có vật phẩm đặc thù xuất hiện ở ngươi mới có thể chỉ đường cho ngươi hiện tại trong phạm vi một km không có bất kỳ vật phẩm đặc thù nào ngài tạm thời vẫn là tự mình thăm dò đi quan kỳ thở dài nói ngươi nói như vậy rất giống là một cái phế vật ai dò xét khoảng cách gần như vậy mới một km phạm vi tế đàn rất ủy khuất nhưng không dám cãi lại không muốn để ý tới cái này phế vật tế đàn nàng cúi đầu nghiên cứu lên đảo nổi hệ điều hành không phải là tay lái của xe hơi mà là một hệ thống điều khiển giống như bánh lái hay là loại bánh lái trên tàu hải tặc thời trung cổ bên cạnh còn có vài nút thao tác đơn giản ví dụ như phanh và tăng tốc đây là tàu vũ trụ à thứ này trẻ con cũng biết lái thật sự là quá đơn giản hơn nữa lắp pin là có thể dùng đua xe không gian ánh mắt quang kỳ sáng lên mấy ngày trước cô vừa mới bởi vì đua xe mà bị thu hồi bằng lái không nghĩ tới lại có thể lên vũ trụ đua xe cà cà một trận cười điên cuồng khủng bố nhìn rất dễ dàng Quan Kỳ vẫn loay hoay hơn nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí lái phù đảo bay lên. Nữ hoàng đua xe một cước đạp cửa điện đến cùng. Quan Kỳ thiếu chút nữa hồn đều bị dọa không còn, phi thuyền này đột nhiên tán loạn lên, ở không trung bắt đầu rất nhanh rong vận động. Brang vận động. Ngẫu nhiên không có phương hướng tán loạn chung quanh. Ô tô cũng được, tàu thủy cũng được, đều chỉ có bốn phương hướng, thứ quỷ quái này lên xuống trái phải bốn phương tám hướng đều có thể bay, còn có thể tùy ý lăn lộn trên không trung, thật kích thích, quan kỳ nữ vương đua xe này mặt đều bị dọa xanh mét. May mắn vũ trụ mênh mông, lăn qua lăn lại thế nào cũng không đụng vào người, nạn gắt gao bắt lấy bánh lái thuyền, sợ bị quăng ra khỏi đảo nổi, mất nửa giờ mới bắt đầu dần dần nắm giữ phi hành của đảo nổi này. Sau một đầu mồ hôi, đảo nổi rốt cục bắt đầu phục tùng chỉ huy. Phía trước cách đó không xa nổi lơ lửng một đống vũ trụ rác rưởi, chính diện bay tới, quan kỳ nhớ rõ hệ thống nhắc nhở, trong này có sinh tồn vật tư, tranh thủ thời gian điều khiển đảo nổi mở đi qua. Hưu Một tiếng, rác vũ trụ trong nháy mắt lướt qua hòn đảo nổi của cô, chốc lát đã trôi ra ngoài mấy cây số. Hôn mê Quan kỳ giơ ngón giữa lên với rác vũ trụ bay qua, thuận tiện nhổ một ngụm nước miếng. Quan kỳ nhận được bài học đầu tiên, ngàn vạn lần không nên đón rác vũ trụ bay qua lại nhìn bốn phía thấy bên phải ước chừng mấy cây số lại có một đống rác vũ trụ lúc này cô đã học ngoan hiểu được duy trì vận động cùng một phương hướng với rác vũ trụ lái đảo nổi chậm rãi tới gần thành công cùng vũ trụ rác rưởi bảo trì đồng dạng tốc độ quan kỳ mừng rỡ nhanh chóng lấy ra vũ trụ câu câu đối với vũ trụ rác rưởi liền câu tới bản nữ hiệp muốn khai hồ với một chuyến bay đồng bộ ổn định giữa hòn đảo nổi và rác vũ trụ Seki ném móc câu không gian và bắt đầu câu mọi thứ ra khỏi rác vũ trụ. Vòng cổ chó con, rác. Đây là vòng cổ chó con bị hỏng hoàn toàn, thứ mà ngay cả chó cũng không cần. Quan kỳ thở dài, mình quả nhiên có duyên với chó, tiện tay ném vòng cổ vào trong không gian. Lại câu. Dây kéo, trắng. Mặc dù là đồ dùng để dắt chó đi dạo, nhưng hình như anh cũng có thể sử dụng. Ta đi. Đóng rác vũ trụ này nguyên lai like là một cửa hàng thú cưng sao? Câu nửa ngày, câu được một đống đồ chơi sủng vật, hương ba, quần áo mèo nhỏ chó nhỏ, núi nhỏ giống nhau. Thứ duy nhất quan kỳ cảm thấy có thể còn có chút hữu dụng là hai túi thức ăn cho chó. Đói chết cũng không ăn thức ăn cho chó. Quan kỳ nhìn chằm chậm thức ăn cho chó càng nhìn càng cảm thấy, thứ này có thể cũng không khó ăn, ngươi xem chó con đều ăn cây thơm ngon nhanh chóng đuổi ý nghĩ rất nguy hiểm này ra khỏi đầu, nhanh chóng rời xa đống rác thú cưng này. Bây giờ cô ấy rất cần pin và cần thức ăn và nước uống. Đổi chỗ khác. Lái đảo nổi không bao xa, nhìn xung quanh tìm kiếm đồ vật, phát hiện rác rưởi vũ trụ cũng không thấy nhiều, hơn nữa ánh sáng trong vũ trụ rất ảm đạm, tìm đồ vật rất khó khăn. Hướng Tây Bắc 30 độ, 15 độ xuống dưới, khoảng 700 mét, có một vật phẩm đặc biệt đang lúc cô lái phao tìm kiếm khắp nơi, bàn thờ đột nhiên phát ra tín hiệu. Chương 3 Long Tuyền Bảo Kiếm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Quan Kỳ đang rầu rĩ làm sao tìm đồ đây, nghe được âm thanh tế đàn, Quan Kỳ mừng rỡ, nhanh chóng khởi động động cơ, chạy về phía tế đàn chỉ dẫn. Vừa khởi động động cơ mới vài phút, phía trước đột nhiên cấp tốc bay tới một hòn đảo nổi, hòn đảo nổi này tự như uống rượu say, lăn lộn khắp nơi, siêu siêu vẹo vẹo đấu đá lung tung tới. Vừa nhìn loại vận động Brown này, quả thực hoàn toàn giống với bộ dáng cô vừa mới bắt đầu thao túng đảo nổi, quan kỳ lập tức tỉnh ngộ, đây là đảo nổi có người lái. Thiên thạch tự nhiên có thể tính toán quỹ đạo vận hành, loại đảo nổi có người lái này mới nguy hiểm nhất. Đồ mang rợ Lái xe giả mang Nhanh chóng nhường hòn đảo nổi của mình sang một bên, xác nhận qua ánh mắt, đây là tên tiểu nương không thể trêu vào, Ta trốn. Đảo nổi đối diện cũng đột nhiên thay đổi phương hướng, vẫn thẳng tắp đụng tới. Điên rồi sao? Còn nhắm vào ta. Cùng ta có thù. Lái xe hướng đông bảy độ. Đang lúc Quan Kỳ hoảng loạn, Tế Đàn nhắc nhở Quan Kỳ. Quan Kỳ sợ tới mức vội vàng xoay bánh lái, dựa theo góc độ Tế Đàn nhắc nhở bay ra ngoài, hòn đảo nổi kia vừa bay qua. Sinh tử tồn vong chỉ trong nháy mắt những hòn đảo nổi điên cuồng lướt qua lúc hai hòn đảo nổi giao nhau cô nhìn lướt qua hòn đảo nổi kia phía trên quả nhiên có người một người mặc áo sơ mi màu trắng tóc bóng loáng một nam sinh xinh đẹp đang hô to gọi nhỏ đại tỷ cứu mạng thứ này làm sao dừng lại âm cuối còn đang nhiễu xà nhà hòn đảo nổi của tiểu nam sinh xinh đẹp đã không biết chạy đi đâu tốc độ vũ trụ cũng không phải ô tô có thể so sánh hơn nữa hai người vẫn là tương đối mà đi, chính là chuyện chỉ chớp mắt. Đại tỷ cái rắm, đại tỷ thiếu chút nữa bị ngươi đâm chết. Ngươi cái mặt trắng nhỏ. Biết lái xe sao? Quan kỳ hung tận giơ ngón giữa lên với bóng lưng nam sinh này. Đột nhiên cô sửng sốt, gương mặt này sao lại giống như đã từng quen biết. Đây không phải là ngôi sao lưu lượng truy cập rất nổi tiếng sao. Một đống nữ sinh điên cùng theo đuổi tiểu bạch kiểm kia vừa rồi trong nháy mắt mà qua, nhìn thấy tên và ID của nam sinh kia. Tên có thể lặp lại, ID chắc chắn sẽ không lặp lại. Tống Ngọc. Cái tên này quá quen thuộc, đỏ thẩm tí tai, không ai không biết. Tiểu nam sinh đang bối rối, đột nhiên thấy kênh trò chuyện riêng của mình sáng lên. Tiểu Bạch Kiểm, phanh bút, đừng đạp chân ga mãi. À, tôi vẫn đạp chân ga sao? Không đúng, cô ấy chắc chắn gạt tôi, trên đảo nổi nào có chân ga rõ ràng chỉ có cửa điện tống ngọc dời chân đi cúi đầu nhìn một chút có chút xấu hổ quả nhiên mình đạp nhầm chân ga vừa mới khôi phục bình thường cái này tiểu bạch kiểm đột nhiên phẫn nộ lên nữ sinh kia làm sao sẽ gọi ta tiểu bạch kiểm phanh bút mở kênh ra đang muốn mắng trở về phát hiện mình đã bị đối phương kéo đen đối phương không thu tin tức của hắn quan kỳ đúng không ta nhớ kỹ ngươi Tống Ngọc mắt chảy lệ nóng, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Quan Kỳ Tài không quan tâm, thoải mái lái chiếc đảo nổi thảnh thơ nghĩ. Tỷ tỷ ta chính là thiện lương, làm chuyện tốt cũng không lưu danh. Nàng lúc này còn không biết, cái này tiểu bạch kiểm tương lai sẽ cho nàng mang đến bao nhiêu phiền toái. Thoát khỏi Tống Ngọc, vài phút sau chạy đến tế đang chỉ định vị trí. Tốc độ điều khiển trong vũ trụ rất nhanh, chỉ chớp mắt có thể đã tới, nhưng mặc kệ giảm tốc độ hay là điều chỉnh tốc độ đều phải rất cẩn thận, cho nên phần lớn thời gian đều dùng để duy trì cân bằng với tốc độ rác vũ trụ. Trước mắt nổi lơ lửng một cái quan tài đá thật lớn, nàng kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Thạch quan dài 10 mét. Nàng đã tham gia khảo cổ vô số lần, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua quan tài đá lớn như vậy, trong này chẳng lẽ chứa hài cốt của người khổng lồ. Vũ trụ ngâm đen, dưới ánh mặt trời trực tiếp chiếu xuống, quan tài đá lơ lửng trên không trung phát ra ánh sáng xanh nhìn gần thậm chí có chút chói mắt thể tích cực lớn bốn góc điêu khắc một loại quái vật không biết tên nào đó không có phát ra bất kỳ âm thanh nào trôi nổi trong vũ trụ vô cùng có cảm giác áp bách có thể hay không từ trong quan tài đá bò ra một con cương thi đi ra quan kỳ có chút chột dạ này quan tài đá thấy thế nào đều không bình thường quan kỳ là một cái khảo cổ đội viên hít sâu một hơi nàng đem vũ trụ câu câu ném qua thử vài lần, rốt cục móc lên quan tài, nàng vận khí rất tốt, trực tiếp treo lên cái này quan tài một cái nhô ra một góc, nơi đó có một cái quái vật pho tượng, đem cái này to lớn quan tài đá cho kéo trở về. Chiếc quách dài hơn cả hòn đảo nổi của cô ấy. Đem quan tài đá thông thả kéo đến bên cạnh đảo nổi, dùng móc câu cuốn lấy trước, đừng để nó bay đi, quan kỳ ra sức đẩy nắp quan tài ra. Bên trong không có thi hài, một thanh bảo kiếm cổ đại lẳng lặng nằm ở trong quan tài. Quan Kỳ chưa từng thấy qua chuyện quỷ dị như vậy. Chôn kiếm. Loại bảo kiếm nào cần phải được chôn cất theo cách này? Thanh phong ba thước, hàng quan sắc bén, Quan Kỳ bò vào trong quan tài lấy bảo kiếm ra. Long tuyền kiếm, tử. Đây là một thanh cực kỳ nổi danh bảo kiếm, có lịch sử lâu đời cùng truyền kỳ, bị chôn giấu ở dưới đất ngàn năm, một lần nữa xuất hiện ở nhân gian, đáng tiếc, lại sắc bén bảo kiếm, hiện tại cũng không phải nó thời đại, chỉ có thể làm trang sức sử dụng nghe nói có trừ tà hiệu quả bò vật màu tím long tuyền bảo kiếm nhưng chỉ là một vật trang sức trừ tà vũ trụ mênh mông này dưới ánh mặt trời lan lãng chẳng lẽ còn có quỷ hay sao quan kỳ thở dài cái này nếu là tại nàng nguyên bản địa cầu nàng nếu là phát hiện một vật như vậy lập tức liền có thể danh dương tứ hải vĩ đại nhà khảo cổ học không phải ta còn ai khác vuốt ve đỉnh kiếm Gu An Ki nhớ lại lịch sử của Thanh Kiếm. Long Tuyền Kiếm, còn có tên là Long Uyên Kiếm, nghe đồn là tuyệt thế bảo kiếm do Âu giả tử và càng tướng hợp lực đúc ra từ 2.600 năm trước. Kiếm này đã trải qua nhiều đế vương chi thủ, cuối cùng rơi xuống tay Lý Uyên, trở thành phối kiếm của Lý Uyên. Sau khi Lý Uyên chết, kiếm này không rõ tung tích. Hiện tại, chui này trong lịch sử truyền kỳ bảo kiếm, ngay tại quan kỳ trước mắt, lại chỉ có thể làm một cái trang sức, không dùng được. Long tuyền bảo kiếm mang theo vỏ kiếm, còn có một giải lụa, tiện tay đem bảo kiếm treo ở trên đầu chó tế đàn, ngươi đừng nói, bảo kiếm này phối với tế đàn còn rất đẹp mắt. Trang sức thì trang sức đi, ít nhất có thể dết một cuộc sống khô khan, có thể chứng minh nhân sinh không chỉ có củi gạo dầu muối, còn có thơ cùng phương xa. Quay đầu nhìn quan tài. Thạch quan. Nghe nói là nhân loại loại này cổ quái sinh vật dùng để trang phục thi thể đồ vật, cũng không trứng dùng, nhưng là ngươi có thể đem nó phân giải thành tảng đá, phân giải thạch quan, ngươi có thể thu được 200 đơn vị tảng đá. Cần lập tức phân giải sao? Quan kỳ sửng sốt nửa ngày, nàng lại nhìn thoáng qua đảo nổi thăng cấp nhiệm vụ, xác định lên tới cấp một đảo nổi chỉ cần 125 đơn vị tảng đá, mà cái này một cổ quan tài là đủ rồi, đây chính là vận khí sao? Quan tài bằng đá này mới thật sự là tài nguyên, Long Tuyền Bảo Kiếm chỉ là một món quà phụ thế giới đang rối loạn. Thứ trân quý không đáng giá tiền, bùn và đá trước kia không đáng giá tiền bây giờ ngược lại đều thành bảo bối. Phân giải Chương 4 Điên đảo thế giới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio 200 khối đá xanh nặng trịch đè ở trên đảo nổi, trọng lượng của đảo nổi thoáng cái lớn hơn rất nhiều, hiện tại chuyển hướng phanh lại, tiêu hao điện lực đều rõ ràng gia tăng. Một đống đá, một đống đồ dùng sủng vật, hơn 10 mét đảo nổi sắp đây. Có đá thăng cấp, đất đi đâu kiếm? Chỉ cần quay lại kênh trò chuyện và xem nếu ai đó đang giao dịch. Tương thông có hay không, mới là con đường sinh tồn của nhân loại, không ai có thể sản xuất ra tất cả sản phẩm. Đất a, thật đúng là thứ tốt. Một ngày trước, nếu có người nói muốn bán đất cho mình, không thể không một cước đá hắn vào trong hố, mình sẽ cảm thấy hắn nhất định là người điên. Thế giới này thật điên rồ vừa mở kênh trò chuyện tin tức chấn động ập tới cứu mạng a à, đảo nổi 100 trăm mét này của tôi sao lại hết tin lúc này mới đi không xa a à, lúc đầu cái kia khoe khoang tao bao đang khóc lóc kể lễ ha ha ngươi phù đảo quá nặng điện lực tiêu hao quá lớn ngươi xong rồi chờ chết đi ngươi vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao báo ứng đến rồi sao sát bút đều nói người cùng có tai thiên cùng có mưa cổ nhân thành không lớn ta có người thô lỗ có người nhân văn nho nhã chính là không có một câu nói hay không một ai an ủi hắn toàn bộ màn hình mấy trăm lầu đều là chăm chọc khiêu khích tên này cũng là xui xẻo lúc ấy có bao nhiêu kiêu ngạo hiện tại liền chật vật thì ra đảo nổi ban đầu quá lớn cũng không phải là một chuyện tốt quan kỳ mềm lòng yên lặng cầu nguyện thay anh đại ca chết sớm đầu thai sớm lần sau đừng chiếm đảo nổi lớn như vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua tảng đá trên đảo nổi của mình trong lòng có ưu sầu mình sẽ không trở thành người thứ hai không có điện chứ lọc một chút đối thoại tìm kiếm một chút phát biểu liên quan đến đất và đá ta câu được một cái hòn đá cho ta ba cái đơn vị hòn đá như vậy một chút số lượng lúc nào đảo nổi mới có thể thăng cấp a vừa rồi gặp được một cái núi lớn giống nhau vẫn thạch ta đi câu lấy Hệ thống nhắc nhở ta là muốn chết. Vẫn là đất dễ dàng một chút, vừa rồi không cẩn thận xuyên qua một cái các bụi khu vực, mặc danh kỳ diệu liền cho 20 cái đơn vị đất. Đúng vậy, tôi cũng không hiểu sao lại có thêm 10 đơn vị đất, trong vũ trụ này hình như đất sẽ tự động bay tới đảo nổi. Các hòn đảo nổi của chúng tôi có trọng lực và không thể thu hút những tảng đá quá nhanh, nhưng một số bụi đất vẫn ổn. Có người giao dịch sao? Ta muốn đổi một ít đá xem đến đây quan kỳ có thể sẽ không buồn ngủ, nàng không có lập tức đi giao dịch, mà là bỏ thêm mấy người, lập đi lặp lại hỏi một chút trao đổi giá cả. Đại ca, đất của ngươi định đổi đá như thế nào a? À? Ba đơn vị đất đổi một đơn vị đá, ngươi xem hệ thống đảo nổi thăng cấp, đều là mặc định một đơn vị đá hay là hai đơn vị đất. Tiểu muội, ta nơi này một cái đơn vị thổ cùng ngươi đổi một cái đơn vị thạch đầu. Năm chọi một, muốn đổi thì mau tới đây đất trên đảo nổi của ta không chứa nổi quan kỳ hỏi thăm một lần vậy mà còn có ra giá một so với một đổi quan kỳ trực tiếp đem những người này coi như kẻ ngốc kéo hắt còn lại cao nhất có một người muốn năm so với một dùng đất đổi đá theo giá mặc định của hệ thống một đơn vị đá nên tương đương với hai đơn vị đất năm chọi một hẳn là một cái giá rất tốt chủ yếu là khi tên kia xuyên qua vùng cát bụi đất thiếu chút nữa đã chôn vùi hòn đảo nổi của hắn trên đảo nổi thật sự không có chỗ, hắn mới năm chọi một tiến hành trao đổi. Ban đầu tảng đá khan hiếm, thổ những tựa hồ càng dễ dàng đạt được, quan kỳ trong lòng mừng thầm, vội vàng lấy ra 50 đơn vị tảng đá cùng vị đại ca kia trực tiếp đổi 250 đơn vị đất. Tài nguyên thăng cấp đảo nổi cấp 1 đã gom đủ. Xác định thăng cấp đảo nổi. Xác định thăng cấp. Quan kỳ không chút do dự chọn thăng cấp, mười mấy mét tảng đá quá nhỏ, liền đứng thẳng địa phương đều không có bao nhiêu nhỏ như vậy một tảng đá chính mình không để ý liền có thể lật tới trong vũ trụ đi theo mệnh lệnh thăng cấp truyền đạt tảng đá cùng thổ những tự động bổ sung vào trong thiên thạch đảo nổi bắt đầu bành trướng lên mắt thấy biến lớn chỉ chốc lát sau liền mở rộng đến ba mươi mấy mét vuông thăng cấp xong chẳng những diện tích lớn cũng nặng nề rất nhiều ngắm nhìn hòn đảo mới của mình có một cái biến hóa mới trước đó phù đảo chính là một khối đá nguyên khối hiện tại mặt trên còn nhiều ra một khối nhỏ thổ địa, quan kỳ cân nhắc nếu là có hạt giống, có phải hay không có thể trồng một ít thực vật. Đảo nổi cấp 1 Đây là đảo nổi đã được nâng cấp, có nhiều không gian hơn và chắc chắn hơn một chút, nhưng nhược điểm là lái đảo nổi này và tiêu thụ nhiều điện hơn một chút. Đinh Ngươi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đảo nổi cấp 1, hệ thống ban thưởng phát ra. Tin cấp không, trắng. Hai cái. 500ml nước khoáng. Một chai. Vẫn tinh tệ, màu sắc trực trở. Một quả, đây là tiền thông dụng, số lượng không nhiều lắm, chỉ là trước hết cho người xem bộ dạng như thế nào. Spacer Sucker, cơ. Cái này có thể cung cấp khả năng hấp thụ, chẳng hạn như bắt một số vật thể trơn tru trong không gian mà bạn cũng có thể sử dụng để hút đất hoặc nước. Bản vẽ bàn làm việc điện tử. Sử dụng bản vẽ có thể xây dựng một bàn làm việc trên đảo nổi của bạn, theo cấp độ có thể tháo rời và lắp ráp một số sản phẩm điện tử, xây dựng bàn làm việc cần đá 200 kim loại 50. Hệ thống vẫn là trước sau như một keo kiệt, chỉ cho một bình nhỏ nước khoáng, liền một khối bánh mì đều không nở cho nhiều, sợ là lo lắng mọi người sẽ không chết đói. Thuận tiện nhìn thoáng qua điều kiện thăng cấp đảo nổi cấp 2. Nâng cấp đảo nổi cấp 2. Cần 500 đơn vị đất. 250 đơn vị đá, 20 đơn vị kim loại. Đảo nổi cấp 2 lại làm tăng nhu cầu kim loại. Tài nguyên thiếu hụt có chút nhiều, mình thăng một cấp đảo nổi vẫn là dựa vào tế đàn chỉ dẫn, mới tìm được quan tài đá. Trước không vội thăng cấp, thật sự thăng cấp cũng chưa chắc là chuyện tốt, lượng điện là một vấn đề nghiêm trọng, đừng thăng cấp đến cuối cùng, kết quả không có đảo nổi điện ở trong vũ trụ không nhúc nhích được, vậy mới lừa gạt. Đi tiếp đi đi nhặt trác đi không là đi tìm kho báu hôm nay vận khí không tệ mới mở ra không bao lâu đã thấy một cái tủ lạnh lớn bắt mắt trôi nổi trong vũ trụ ném móc câu vũ trụ ra ngay cả ném nhiều lần cũng không có móc vào cái tủ lạnh này cái tủ lạnh này mặt ngoài thật sự quá bóng loáng nhớ tới vừa rồi hệ thống cho một cái khay hút vũ trụ vừa vặn dùng tới quan kỳ đem khay hút không gian ném ra ngoài ném vài lần rốt cục hút tới tủ lạnh khay hút còn rất trắng chắc nàng đem tủ lạnh dẫn tới trên đảo nổi của mình mở tủ lạnh ra quan kỳ ánh mắt sáng ngời nhất thời đại hỉ bên trong tất cả đều là kem đủ loại kem có ngưu ngưu bài có lục dịp bài đều là nàng thích nhất tủ lạnh được bảo quản rất hoàn hảo tương lai kem ăn xong làm vật chứa dường như cũng không tồi vất vả không uổng phí kem tuyệt đối là tại nguyên trân quý ban đầu có nước có đường kem tủ lạnh này có thể khiến quan kỳ kiên trì thêm vài ngày. Mặt khác, kem lạnh này giúp cô chống lại sự hấp dẫn của thức ăn cho chó tăng cường rất nhiều. Ngâm nga tiểu khúc nhẹ nhàng, quan kỳ lái phù đảo tiếp tục đi thăm dò bảo vật. Chương 5 Vũ trụ bọn chuột nhắc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cuộc trò chuyện trên màn sáng vẫn rất náo nhiệt. Vũ trụ trống trải như vậy, đi đâu câu đồ. Ta chạy nửa ngày, cái gì cũng không thấy. Ta nhìn thấy một cái kho bạc từ bên cạnh đảo nổi của ta bay qua, ta bỏ lỡ 10 tỷ sao. Muốn kho bạc có mau dụng, người đứng đắn mau đi câu chút ăn, hệ thống liền cho một cái bánh mì, nói dẫn sao. Ngươi lại không bị kho bạc đập chết, vận khí không tệ a. À. Ngươi mới bị đập chết, cả nhà ngươi đều bị đập chết. Bài phột đứng đắn không có mấy người xem, bài phột mắng chửi trong nháy mắt hơn một ngàn lầu. Tòa nhà lệch là thao tác thông thường của diễn đàn, hơn nửa nơi này không có quản lý mạng không có chữ che chắn mỗi người đều có thể thoải mái nói chuyện tự do ngôn luận triệt để các lộ ngưu quỷ xà thần rối rít bản tính bại lộ thô lỗ tự như cầm thú người bình thường phát biểu trong nháy mắt bị những cầm thú này bao phủ quan kỳ không có hứng thú gia nhập khẩu chiến loại bỏ văn tự rác rưởi nhanh chóng kéo kênh nói chuyện phím xuống thuận tiện kéo đen những người chỉ biết phun không biết nói tiếng người phim tiêu hao hơi lớn nếu pin hết pin thì sao tự do trôi nổi còn có thể làm gì mọi người phải cùng nhau nghĩ biện pháp pin này nhất định là phiền toái lớn trước kia anh làm lãnh đạo phải không còn cùng nhau nghĩ biện pháp tự mình sống tốt là được đúng vậy ai để ý đến ai chứ rất nhiều người đều ở trao đổi câu đồ vật tâm đắc hiện tại mọi người trên tay còn có hệ thống cho đồ ăn cùng nước chờ mọi người đem đồ ăn cùng nước ăn xong khi đó không có câu được đồ ăn, mới có thể bộc phát chân chính khủng hoảng. Quan kỳ ông một cái kem lạnh, ngược lại không lo lắng đồ ăn, nhưng cô cũng rất lo lắng vấn đề pin. Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều người có chút đầu óc, đều đang lo lắng. Trong diễn đàn bây giờ còn không có gì hữu dụng tin tức, tất cả mọi người giống như con ruồi không đầu đồng dạng, tất cả đều ở trong bóng tối lục lọi, một ít loạn thất bát tao phát biểu, cũng không có người giao dịch không có hứng thú lãng phí thời gian tiện tay đóng diễn đàn ăn một cây kem gầm một đoạn ngắn pháp côn để cho đảo nổi tự do trôi nổi quan kỳ ngồi ở rì đảo nổi nhìn về phía vũ trụ cảnh sắc rất đẹp viễn không hắc ám mà thâm thúy dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh vành đai thiên thạch kha bá y giống như một sợi dây chuyền kim cương rực rỡ có một vẻ đẹp mê ly đang hưởng thụ một lát thời gian thoải mái tế đàn lại phát hiện thứ dị thường nam, thẳng, một ngàn mét. Quan kỳ duỗi lưng một cái, đứng lên nhanh chóng trở lại bánh lái, điều khiển đảo nổi, một lần nữa khởi động lại. Chỉ chốc lát sau, quan kỳ liền điều khiển hòn đảo nổi, đến nơi tế đàn chỉ dẫn. Hả? Một cái lồng sắt lớn lơ lửng trên không trung, giống như là trong vườn bách thú nuôi dưỡng cỡ lớn mạnh thú loại lồng sắt này. Cửa lồng vẫn mở, bên trong không nhìn thấy con thú nào. Quan Kỳ nhìn cái lồng sắt lớn này, chớp chớp mắt, đây không phải là sắt sao? Sắt không phải là kim loại. Ông trời đối với tôi tốt như vậy. Tế Đàn hôm nay biểu hiện không tệ, vừa mới nghiên cứu kim loại, cái này lập tức tìm được. Tùy tiện ném ra vũ trụ móc câu đem cái lồng sắt này kéo tới, mắt thấy lồng sắt sẽ tới gần đảo nổi. Đột nhiên một loại rất không rõ dự cảm, để Quan Kỳ tóc gáy đều dựng thẳng lên tế đàn tuyệt đối sẽ không cho mình chỉ dẫn một cái bình thường tại nguyên, cái lồng sắt này có vấn đề. Giác quan thứ sáu siêu cường của nữ sinh đột nhiên khởi động. Bên trong lồng sắt có một cái hộp nhỏ, không lớn, vốn quan kỳ không để ý lắm, nhưng trong cái hộp nhỏ kia đột nhiên phát ra một loại âm thanh quái dị. Trong nháy mắt thoát ra một con chuột đến, nhè răng hung ác, từ trong vũ trụ bay tới, trực tiếp hướng về quan kỳ vọt tới. a à, chuột quan kỳ trước tiên thét chói tai lên con chuột làm cho người ta kinh khủng con chuột này thành tinh rồi sao con chuột ngâm đen sáng loáng cơ hồ lớn như mèo ánh mắt là quan mang màu xanh lá cây làm cho người ta kinh khủng chuột không gian những con chuột đột biến trong không gian rất hung dữ và ăn não người và bây giờ bộ não ngon lành của bạn đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của nó không để ý kéo lòng sắt Quan Kỳ vừa lăn vừa bò chạy về giữa đảo nổi. May mắn đây là thăng cấp qua một lần đảo nổi, còn có một chút phạm vi hoạt động, nếu là trước đó cái kia tiểu vẫn thạch, nàng lui về phía sau mấy bước này hiện tại đã bay đến trong vũ trụ đi. Bọn chuột nhắc vũ trụ căn bản không bị trọng lực hạn chế, ở trên không trung gia tốc phi hành tới, nhanh chóng tới gần, ánh mắt màu xanh biếc gắt gao nhìn chầm chầm đại não mỹ vị của Quan Kỳ. Đầu óc, ăn ngon. Đầu óc, ăn ngon ánh mắt tham lam tà ác thật sự làm cho người ta quá ghê tởm. Càng kinh khủng chính là, con chuột này lại biết nói tiếng người, tuy rằng lăn qua lộn lại chính là đầu óc ăn ngon. Bọn chuột nhắc vũ trụ đã đến trước mắt quan kỳ, quan kỳ xoay người rút ra long tuyền bảo kiếm, một kiếm bổ xuống. Thứ này tuy rằng hiện tại là đồ trang sức, không có gì trứng dùng, nhưng tốt xấu ở cổ đại cũng là một thanh chân chính tuyệt thế bảo kiếm. Long tuyền bảo kiếm sắc bén vượt quá dự liệu, một kiếm liền đem đám chuột nhắc vũ trụ chém thành hai nửa. Nhìn rất hung tàn, nguyên lai là chiến ngũ tra. Máu chuột chảy đầy đất. Thi thể con chuột bóp bóp rơi xuống đất. Quan kỳ kéo kiếm hoa, đối với con chuột thi thể cười lạnh. Tỷ tỷ ngươi ngoại hiệu nữ hiệp, trong tay có long tuyền bảo kiếm, chuyên giết các ngươi bọn chuột nhắc, ha ha ha. Tiếng cười có chút cùng lãng, nàng cũng mặc kệ long tuyền bảo kiếm nếu trên trời có linh biết có người dùng nó dết chuột sẽ có phản ứng gì. Con chuột trên thi thể nổi lên hai cái quan cầu, quan kỳ cẩn thận đụng chạm quan cầu, có đồ vật ở bên trong, đưa tay nhặt lên. Bản vẽ tròi nghỉ mát, trắng. Đây là một tròi nghỉ mát có thể phòng ngự rác vũ trụ từ trên cao tập kích ngươi, ngủ trong tròi nghỉ mát, ít nhất không cần lo lắng thứ rơi xuống sẽ đập chết ngươi trong lúc ngủ. Đồng xu thiên thạch, màu sắc. Ba quả, không sai, Giết chết sinh vật vũ trụ thì có tỷ lệ đạt được loại tiền tệ hiếm có này. Ngoại trừ hai cái quan đoàn, còn rất năm phần thịt chuột vũ trụ, sống cũng không biết ăn như thế nào, ăn tươi nuốt máu không phải thói quen của Quan Kỳ, trước tiên thu lại đi, dù sao thức ăn vũ trụ sẽ không biến chất. Nàng đối với bản vẽ vẫn là cảm thấy hứng thú nhất, lật xem định nghĩ mát bản vẽ. Đang lúc Quan Kỳ kiểm tra nhu cầu bản vẽ định nghĩ mát, đột nhiên trên đỉnh đầu có chấn động, động tác của cô nhanh nhẹn nhanh chóng lắc mình tránh thoát. Một đống cát sỏi mang theo đất nền vào trên đảo nổi. Chúc mừng ngươi, đảo nổi của ngươi đạt được 20 đơn vị thổ nhưỡng. Toát ra một đầu mồ hôi lạnh, mình thiếu chút nữa bị đất nền chết. Cái này tìm ai đòi bồi thường đi. Hiện tại nàng có chút hiểu thổ nhưỡng của mọi người là như thế nào tới. Về phần tảng đá. Ngẫm lại một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, phỏng chừng trực tiếp đập chết người coi như là khối nhỏ tảng đá, cũng có thể đem mọi người cũng không kiên cố không cấp đảo nổi nền một cái hố đi ra ngoài, nếu như may mắn không có nền trúng người mà nói. Không gian quá nguy hiểm. Quan kỳ đầu tiên tái chế lồng sắt, thu được 50 đơn vị kim loại, sau đó tiếp tục xem bản vẽ của tròi nghỉ mát. Gajebo cấp 1. Cần đá 50, đất 20. Nhu cầu không nhiều. Chính mình trên tay vừa vặn có những thứ này tài nguyên, trùng hợp nhất chính là, xây xong cái này định nghỉ mát cơ sở tài nguyên vừa vặn thanh không. Chương 6 Cự vật chợt hiện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Quan kỳ trực tiếp chỉ chế tạo Đá xanh và đất các chất đóng trên bãi đất trống toàn bộ biến mất Một tòa đình nghỉ mát bằng đá trong nháy mắt xuất hiện trên đảo nổi Đây là một cái đình hình tròn đường kính 2 mét Mặt trên có chạm trổ cổ xưa Rất có phong cách gian nam cổ xưa cảm giác yên vũ lâu đài làm cho quan kỳ ngoại ý muốn kinh hỷ chính là trong đình nghỉ mát còn có bàn đá ghế đá về sau chẳng phải là có thể vừa ở chỗ này lướt diễn đàn vừa ăn đồ ăn vặt uống đồ uống sao thoải mái tế đàn bốn phía còn có vật gì đặc thù không không có gì đặc biệt bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút có một thứ bình thường ngay trước mắt ngươi tế đàn trêu chọc nói quan kỳ cũng không quan tâm ngữ khí không quan trọng chịu làm việc chính là đồng chí tốt cô tập trung nhìn về phía trước trên không trung có một thùng giấy bay không tính là rất lớn giống như là một thùng đồ uống ở trong vũ trụ cái rương lớn nhỏ này cũng quá tầm thường nếu không phải tế đàn nhắc nhở rất có thể đã bỏ lỡ không gian hoàn cảnh cùng trên địa cầu hoàn toàn bất đồng đảo nổi bên ngoài không khí rất loãng không có quá nhiều ánh sáng khúc xạ cho nên tầm nhìn dị thường tối tăm rất nhiều vật nhỏ cho dù rất gần đảo nổi cũng vẫn như cũ nhìn không thấy cô dùng móc câu không gian để móc hộp đồ uống này trở lại bia đây dĩ nhiên là một thùng bia hiện tại thiếu thịt nướng trên đảo nổi ngược lại có một chút thịt chuột đáng tiếc không có lò sưởi thật đáng tiếc cũng không thể ăn thịt sống uống bia a à. quan kỳ bắt đầu dương dương đắc ý cảm thấy mình chính là con gái của thiên quyến quả thực là muốn cái gì thì có cái đó đã hoàn toàn quên mất lời lão tổ tông đã nói người không thể quá cuồng đinh 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 tế đàn đột nhiên liên tục phát ra ba âm thanh báo động sau đó trực tiếp nhắc nhở chạy hả có ý gì không đợi quan kỳ suy nghĩ cẩn thận trời đột nhiên tối xuống sao trời lại tối trong không gian quan kỳ vừa quay đầu một cái bóng ma thật lớn che khuất ánh mặt trời xa xa xuất hiện một con sâu khổng lồ che khuất bầu trời đang hướng về phía nàng hòn đảo nổi này bay tới con sâu vũ trụ này phi hành che khuất bầu trời còn mang theo các bụi cuồn cuộn đây là yêu quái thành tinh sao quan kỳ đột nhiên nhớ tới con rết tinh bên trong u hồn thiếu nữ kia nhưng con sâu này so với con rết tinh lại lớn hơn rất nhiều lần con dung này dài một ngàn dặm một phần mười trường thành đang bay về phía bạn bạn có sợ không người mắc chứng sợ hãi cự vật hoàn toàn không thể nhìn loại vật này một màn trước mắt này thật sự là quá mức khủng bố thân thể dài ngàn dặm không ngừng vặn vẹo nhuyễn thể cử vật siêu việt tinh thần đang hướng ngươi xông tới đây quả thực chính là ác mộng a à, chạy đi thật xui xẻo đến cái gì sâu không tốt dĩ nhiên là dung đũa ta nếu bị dung đũa ăn tính chuyện gì xảy ra quan kỳ sắc mặt xanh mét trong miệng không ngừng oán giận tay chân cũng không ngừng lái phù đảo cấp tốc trời đi con dung khổng lồ này tựa hồ theo dõi mục tiêu nhỏ quan kỳ ở phía sau đuổi sát không nở cũng không để ý tiết kiệm điện quan kỳ đạp cửa điện lớn nhất huyết mạch cuồng ma đua xe trong nháy mắt thức tỉnh nắm chặt bánh lái cắn răng trực tiếp xông về phía nơi nguy hiểm nhất của vành đai thiên thạch hy vọng một ít thiên thạch có thể hơi trở ngại một chút quái vật khủng bố này bạn đang bị săn đuổi bởi những thứ khổng lồ và hòn đảo nổi của bạn dường như có thứ gì đó mà nó chú ý quan kỳ làm sao còn để ý tới những thứ này hệ thống nhắc nhở chính là liều mạng chạy trốn những cái kia tiểu thiên thạch nện ở khổng lồ dung đũa trên người tựa như gãi ngứa không dùng được chạy nửa giờ quan kỳ càng chạy trong lòng càng lạnh động cơ nho nhỏ của đảo nổi làm sao so với con dung đũa vũ trụ này tốc độ của dung đũa nhanh hơn nhiều so với đảo nổi nó đã càng ngày càng gần đã đem toàn bộ mặt trời che khuất bầu trời hắc ám như mực hiện tại chỉ có thể nhìn thấy đầy trời đầy sao sáng chói. Bản nữ hiệp sẽ tráng niên mất sớm sao? Đang lúc tay chân quan kỳ lạnh lẽo, sắp tuyệt vọng, tế đàn đột nhiên lên tiếng, nó phát ra mệnh lệnh. Hiện tại bắt đầu, nghe ta chỉ huy, tây nam 12 độ 35 phút, hạ 34 độ 7 phút. Nó cung cấp một tọa độ điều hướng rất chính xác. Quan kỳ cơ hồ phản xạ có điều kiện thao túng đảo nổi, dựa theo tế đàn cho phương hướng chạy tới, một phân cũng không thể kém, bởi vì tế đàn liền cho ra chính xác đến phân chừng mực. Con dung vẫn ngày càng gần. Bất kể là tính linh hoạt hay là tốc độ, đảo nổi đều không chiếm ưu thế. Vô số thiên thạch bị dung đủ lôi cuốn bay loạn khắp nơi, bên ngoài đảo nổi không khí loãng, thanh âm truyền không tới, nhưng cảm giác áp bách không tiếng động mới càng trí mạng. Đông Bắc 17 độ 23 phút, xuống 16 độ 5 phút. Tế đang bình tĩnh ra lệnh trước mắt quan kỳ tối sầm, mệnh lệnh này gần như khiến cô quay đầu tại chỗ. Cắn răng một cái, nàng vẫn kiên quyết dựa theo tế đàn chỉ thị, đến một cái tại chỗ đại chuyển hướng, sau đó nhanh chóng quay đầu lại đón dung đũa phương hướng bay đi. Dung đũa vũ trụ không có mắt, nó có rất nhiều lông, dùng để cảm nhận thế giới này, cái đuôi của nó tự như một cái hoạt động lên trường thành, cuốn lấy quét ngang qua. Đảo nổi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vòng quay lớn ngoài dự đoán của mọi người, vừa vặn né tránh sự quét ngang của dung đũa, dán vào thân thể dung đũa bay ra ngoài. Tốc độ của dung đũa cực nhanh, đảo nổi và dung đũa bay nhầm, trong nháy mắt đã cách xa ngàn dặm. Lúc này Quan Kỳ mới kịp phản ứng, chỉ có đón dung đũa bay mới có thể chân chính tránh thoát sự truy tung của nó, cái này cùng một đạo lý với việc mình bắt trác vũ trụ. Vũ trụ dung đũa toàn thân đều tại rung rẩy, hiển nhiên nó cũng không từ bỏ ý định, tại trong vũ trụ quay cuồng, chuyển hướng về sau một lần nữa đuổi tới, vô số vẫn thạch bị nó cuốn lấy, cùng nhau nện tới. Lúc này quan kỳ thật sự bối rối. Thiên thạch phô thiên cái địa, chính mình một vạn lá gan cũng không dám đón bay qua. Phi hành chính đông, lên 11 độ. Tế đàn chỉ cho quan kỳ một phương hướng cổ quái. Lời nhắc nhở của tế đàn bây giờ trở thành cộng rơm cứu mạng của Gu An Ki, không cần suy nghĩ đã đi về hướng mà tế đàn chỉ dẫn. Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đang bay tới sắp tới gần quan kỳ tập trung nhìn lại thì ra là một ngọn núi lớn khủng bố khổng lồ đến mức không nhìn thấy toàn cảnh đón lấy hòn đảo nổi nho nhỏ của quan kỳ đụng tới trái tim gần như nhảy ra ngoài nguyên lai bất tri bất giác nạn đã đến cực kỳ nguy hiểm vẫn thạch dày đặc khu vực nơi này cũng không phải đảo nổi phạm vi hoạt động khắp nơi là cực lớn vẫn thạch tùy thời có thể đem nho nhỏ đảo nổi đập nát tay có chút run rẩy thiếu chút nữa khống chế không được phương hướng nhưng nạn cắn răng không có thay đổi phương hướng vẫn là nghiêm khắc dựa theo tế đàn vừa rồi chỉ điểm phương hướng đi tới mắt thấy liền muốn đụng vào tòa núi lớn này vẫn thạch quan kỳ cắn răng đón núi lớn đụng tới tế đàn sẽ không hố nàng hiện tại hai người chính là châu chấu trên một sợi dây thừng muốn chết thì cùng ba bi quy mắt thấy sắp đụng vào núi vẫn thạch khổng lồ phía trước núi khổng lồ đang chậm rãi lăn lộn tới lúc lăn lộn đến trước mắt quan kỳ vừa vặn xuất hiện một cái khe vừa vặn tránh ra tuyến đường bay đảo nổi không có đụng vào núi khổng lồ mà là chui vào trong khe núi của núi khổng lồ sau đó sát biên giới núi khổng lồ bay qua ngọn núi khổng lồ lướt qua đảo nổi hung hăng đụng phải dung đũa vũ trụ cấp tốc đuổi theo phía sau dung tròn không gian là một vật khổng lồ và những ngọn núi khổng lồ cũng vậy hai cái cự vật cứ như vậy cứng nhắc đụng vào nhau chương bảy pin năng lượng mặt trời tắm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Núi lớn là cả một tảng đá, độ cứng cũng không phải là vũ trụ dung đũa có thể so sánh, vũ trụ dung đũa cũng chịu không nổi loại này lực lượng. Bị cự sơn đập trúng, nó bị trọng kích, toàn thân vặn vẹo, bị cự sơn nhanh chóng mang đi, cái đuôi còn đang liều mạng dãy dùa, đem rất nhiều các bụi đất cuốn lại đây, cũng không biết nó cuối cùng đã chết hay chưa. Trong vũ trụ nhìn một màn này, tự như đang xem một bộ phim đen trắng, nhưng kinh tâm động phách trong đó, khó có thể nói rõ. Bóng tối dần dần tản đi, ánh mặt trời loan lỗ trở lại trên hòn đảo. Quan kỳ đại nạn không chết tê liệt ngồi dưới đất, vừa ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy thanh long tuyền bảo kiếm trên tế đàn. Trừ ta Từ khi trên đảo nổi của bổn nữ hiệp có thanh bảo kiếm được xưng là trừ tà này, dọc theo đường đi chỉ gặp phải ta sự, sợ không phải sư phụ đúc kiếm mù chữ, đem chữ viết sai, đây là trừ tà sao? Đây rõ ràng là chiêu tà. Quan kỳ là chuyên ngành khảo cổ, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nhịn, không thể quá mê tín, nói không chừng chính là một sự trùng hợp, Long Tuyền bảo kiếm đây là văn vật, phải chịu trách nhiệm với chuyên ngành của mình. Đem bảo kiếm Long Tuyền từ trên bàn thờ xuống, treo ở tròi nghỉ mát. Quan kỳ thở dài một hơi, vừa rồi chạy trối chết tàn nhẫn, lượng điện tiêu hao cực lớn, chỉ còn lại một cục pin cuối cùng không có pin nữa là chết. Chú ý bên trái. Tế đàn nhắc nhở. Phù đảo bất tri bất giác đã đến phi thường nguy hiểm trong quần thể thiên thạch, nơi này thiên thạch đông đảo, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản không dám lại đây, bởi vì không để ý, sẽ bị đụng cái tan xương nát thịt. Nhưng thứ tốt trong quần thể thiên thạch này quả thật so với khu vực an toàn bên ngoài nhiều hơn, cầu phú quý nguy hiểm, ở vũ trụ cũng là như thế. Quan kỳ giữ vững tinh thần, cẩn thận né tránh các loại thiên thạch thời điểm, một viên rách nát vệ tinh từ đảo nổi bên trái bay tới. Quan Kỳ mừng rỡ, biết đây là bảo bối, nhanh chóng ném ra vũ trụ móc câu, đem phế cựu vệ tinh kéo trở về. Vệ tinh bị bỏ rơi. Vệ tinh đã hoàn toàn bị loại bỏ, trên đó dường như có một số thiết bị có thể sửa chữa sử dụng, nhưng bạn cần một bàn làm việc mới có thể tiến hành công tác sửa chữa. Bây giờ chỉ có sắt cần 200 đá và 50 sắt để xây dựng bàn làm việc. Quan Kỳ chỉ cần trước tiên đem cái này vệ tinh đặt ở một bên, tiếp tục điều khiển phù đảo, chậm rãi rời đi cái này nguy hiểm thiên thạch khu vực. Vừa rồi dung đổ vũ trụ làm cho bụi đất, không ít bay xuống trên đảo nổi của Quan Kỳ, trống rỗng nhiều hơn 120 đơn vị đất. Nhưng không có đá. Quan Kỳ nhìn bốn phía một chút, khắp nơi đều là thiên thạch, đều là đá tạo thành. Trong lòng khẽ động, có muốn câu một ít thiên thạch trở về hay không hành động này có chút nguy hiểm vừa vặn phía trước có một viên thiên thạch khổng lồ chậm rãi di động bay tới bởi vì tốc độ không nhanh cho nên tương đối an toàn quan kỳ nhanh chóng tiến lên ném móc câu ra nhìn xem mình có thể câu được thiên thạch này hay không thiên thạch này ngàn lần vạn lần so với quan tài đá kia cái này phải có bao nhiêu tảng đá a à? quan kỳ cẩn thận bẩn không thể khống chế nhảy dựng lên mục tiêu quá lớn đảo nổi của ngươi không có năng lực câu lấy thiên thạch trọng lượng này xin chú ý an toàn a à, nhìn thấy hệ thống nhắc nhở quan kỳ rất quể oải cái này cũng quá đáng dựa vào cái gì a à? nhìn viên thiên thạch chậm rãi phi hành này quan kỳ cảm giác mình bỏ lỡ 100 tỷ đột nhiên trong lòng nạn khẽ động có một chủ ý khối thiên thạch này câu không trở về nhưng khối thiên thạch này tốc độ chậm an toàn a à? ta trốn ở phía sau viên thiên thạch này phi hành chậm rãi câu những tiểu thiên thạch khác, tự hồ là một chủ ý không tồi. Quan kỳ nghĩ đến điểm này, lập tức liền mở khô, đem chính mình đảo nổi tốc độ điều chỉnh đến cùng khối này thiên thạch giống nhau, chậm rãi bay ở này viên thiên thạch phía sau, như vậy phía trước bay tới thiên thạch liền toàn bộ bị này viên thiên thạch lớn chặn lại. Tạm thời thoát khỏi nguy cơ an toàn, quan kỳ bắt đầu chú ý tới thiên thạch nhỏ xung quanh, nơi này thiên thạch rất nhiều, thỉnh thoảng có một ít thiên thạch lớn, nhỏ bay qua. Quan Kỳ cầm móc câu, ở trong vành đai thiên thạch câu thiên thạch. Mười cái bên trong có thể bỏ qua chín cái, nhưng dù là chỉ có thể câu trở về một cái, cũng kiếm lớn. Mắt thấy một viên lại một viên thiên thạch câu trở về, phân giải thành đá xanh, tổng cộng hơn 400 khối. Mắt thấy điện không đủ. Tảng đá đã đủ dùng, nhanh chóng xây dựng bàn làm việc. Một bàn làm việc tiêu chuẩn ngay lập tức xuất hiện trên đảo nổi. Hơi có một chút quê mùa, mặt trên có các loại công cụ, từ tu viết cờ lê đến hàng điện nhỏ đầy đủ mọi thứ, sử dụng thứ này tựa hồ cũng sẽ hao điện. Vệ tinh bị bỏ rơi. Phát hiện các tấm tin mặt trời có thể sửa chữa, cần kim loại 10, có sửa chữa không? Quan kỳ tổng cộng liền 50 cái kim loại, kiến bàn làm việc liền dùng hết, chữa trị tấm tin mặt trời kim loại không đủ. Quan kỳ thở dài, đi đâu tìm kim loại đây? 10 khối kim loại sẽ làm khó chết mình sao? nhìn chằm chằm vệ tinh này quang kỳ nổi giận chuyện gì cũng muốn tìm hệ thống mình cũng có tay có chân cô bắt đầu dựa vào một chút kinh nghiệm tháo dỡ đồ điện gia dụng của mình bắt đầu tháo dỡ vệ tinh bằng tay cũng may trên bàn làm việc công cụ gì cũng có cũng không phải quá khó khăn mất nửa giờ cô mới tháo toàn bộ tấm pin mặt trời khỏi vệ tinh lại nhìn vệ tinh bỏ hoang kia gợi ý quả nhiên thay đổi vệ tinh hoàn toàn bị loại bỏ không có gì hữu ích trên đó, bạn có thể chia thành một số tài nguyên. Phân giải Phân hủy vệ tinh Thu được 30 đơn vị sắt, 1.000 gam nguyên tố đất hiếm. Quan kỳ đã mệt mỏi cả người đau nhất, nếu không là chính mình khảo cổ xuất thân, chỉ sợ đều muốn chịu không nổi, nhưng là nàng cũng biết sơ kỳ gian nan nhất nguy cơ đã qua. Với tâm trạng thấp thỏm, 10 đơn vị kim loại đã được sử dụng để sửa chữa các tấm tin mặt trời trên bàn làm việc bản điều khiển năng lượng mặt trời. Nơi có ánh sáng mặt trời, nó có thể liên tục cung cấp cho bạn một nguồn năng lượng ổn định, tạo ra 100 đơn vị điện mỗi giờ, không thể tự lưu trữ. Tấm pin sữa sông nhìn có chút cũ kỹ, phía trên loan lỗ năm tháng tan thương, nhưng bề ngoài không quan trọng, nó hiện tại có thể phát điện. Quan kỳ rốt cục triệt để thở vào nhẹ nhõm, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to, đây chính là vũ trụ A, ánh mặt trời 24 giờ đều có chính mình cái này đảo nổi rốt cục có vô hạn năng lượng. Quả nhiên so với dự tính của mình không kém nhiều lắm. Cười một hồi, không lưng tháo cục pin cuối cùng xuống, nối tấm pin mặt trời vào động cơ. Pin này chính là bảo bối, thế giới này ai biết sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất làm ra một cái không có mặt trời ban đêm đi ra, đây không phải là muốn chết, pin này vẫn là phải bảo tồn xuống mới được. Hơn nữa lúc rảnh rỗi, đều cho tràn đầy điện. Quan kỳ trong lòng cân nhắc. Pin hệ thống cung cấp tuy rằng lượng điện có hạn, nhưng cũng có ưu điểm, chính là có thể nạp năng lượng nhiều lần. Trực giác của nữ sinh nói cho cô biết, loại pin này khẳng định còn có công dụng khác, cô cẩn thận cấp pin đi. Chương 8 Lừa đảo cùng khoe khoang cuồng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sắc còn lại vừa vặn đủ để thăng cấp đảo nổi, nhưng đất và đá đều kém một chút, nhất là đất, thiếu 300 đột nhiên một viên thiên thạch cấp tốc bay tới, tốc độ quá nhanh, căn bản không có biện pháp né tránh. Viên thiên thạch nhỏ này trong nháy mắt đập xuyên qua đảo nổi của Quan Kỳ, đảo nổi ở trong vũ trụ lăn lộn hai vòng, nửa ngày mới cân bằng lại. Giữa đảo nổi bị thiên thạch nhỏ này trực tiếp đập ra một cái lỗ, xuyên thấu qua cái lỗ này, có thể nhìn thấy vũ trụ dưới đảo nổi. Quan Kỳ nắm chặt bánh lái đổ mồ hôi lạnh, may mắn không trực tiếp đập trúng người, thật đáng sợ. Cô không dám ở đây lâu, lấy la bàn ra, tìm đúng phương hướng, lái xe đến nghi cư. Thỉnh thoảng có thiên thạch đập tới, tế đàn bắt đầu không ngừng nhắc nhở phương hướng. Đông Tam Độ Quan Kỳ nhanh chóng xoay bánh lái, một tảng đá đường kính một mét từ bên cạnh đảo nổi bay qua, thoáng qua rồi biến mất. Tây Thập Nhất Độ, Hạ Nhất Độ Tế đàn cũng rất khẩn trương, nó cẩn thận tính toán đường đi của thiên thạch xung quanh, chỉ dẫn Quan Kỳ thoát khỏi nơi này. Hai giờ sau, dưới sự chỉ dẫn của tế đàn quan kỳ rốt cục lao ra khỏi vành đai thiên thạch một lần nữa trở lại vành đai thích hợp cư trú vành đai thích hợp cư trú cũng bị diễn đàn gọi đùa là khu mới nơi này nguy hiểm ít hơn rác vũ trụ tương đối nhiều nhất là đồ dùng sinh hoạt như ăn uống tương đối nhiều đem đảo nổi lơ lửng ở không trung tinh thần cùng thân thể quan kỳ mệt mỏi gấp bội nàng muốn nghỉ ngơi thật tốt trong chốc lát vừa vặn thừa dịp đảo nổi không cần điện đem những pin không có điện kia mang đến chỗ bản năng lượng mặt trời sạc pin. Pin mặt trời một giờ chỉ có thể nạp 100 đơn vị điện năng, vừa vặn có thể nạp đầy một viên pin màu trắng. Ăn một cái kem, lại ăn một cái bánh mì, lấp đầy bụng, quan kỳ ngồi ở trong tròi nghỉ mát bắt đầu xem mọi người nói chuyện phím. Ta nhìn thấy một đại đoàn nước ở không trung, thật vất vả mới thu thập trở về, chừng hơn 3.000 lít, nhưng là con mẹ nó dĩ nhiên là nước mặn, cái này cũng quá hố đi. Ha ha, ngươi không phải là người đầu tiên nhận được nước mặn. Rất nhiều người đã thu thập được nước mặn. Đem nước mặn tinh lọc thành nước ngọt cần chất lượng nước máy lọc. Ai biết máy lọc nước làm như thế nào? Lúc trước có người rất một trương thiết bị thanh lọc bản vẽ, nhưng là không có tài nguyên, xây không được. Nghe hắn nói cái kia thiết bị thanh lọc còn cần đất hiếm. Ai câu được đất hiếm rồi? Đất hiếm? Chưa thấy qua trông như thế nào? Ai, nước thật sự không ít, nhưng nước ngọt quá ít thật sự là lừa đảo a. À. Quan Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thấy không kỳ quái, dù sao diện tích đại dương trên địa cầu lớn, diện tích sông ngòi nhỏ, xác suất thu thập được nước mặn cao hơn nhiều so với thu thập được nước ngọt. Hơn nữa có người đề cập tới đất hiếm, vừa mới phân giải vệ tinh, thu được một kg đất hiếm, tự hồ rất hữu dụng. Tôi nhìn thấy một hòn đảo nổi bay qua cách tôi không xa, người trên đó hình như đã chết, quá thảm. Chết như thế nào? không biết hình như có máu còn có một con chuột đang ăn não hắn à trong vũ trụ còn có chuột con chuột kia rất lớn nhìn không khác mèo nhiều lắm con chuột hung dữ như vậy ăn não người sao rất nhiều nữ sinh phát ra biểu tình sợ hãi hiển nhiên đối với chuột trời sinh sợ hãi quan kỳ rất khinh bỉ đã lúc nào rồi còn giả bộ ngây thơ chờ các cậu nhìn thấy dung đũa mới biết được chuột kỳ thật chính là một bé đáng yêu mà thôi pin hình như không đủ dùng a à. lần này hỏng bét rồi các ngươi ai có dư thừa pin ngươi đừng nằm mơ hiện tại mọi người thiếu nhất chính là pin lúc trước có người cầm 100 đơn vị sắt cũng không đổi được một đoạn pin ngươi nghĩ cái gì đây các huynh đệ ta có 100 đơn vị sắt ta vừa rồi câu được một cái cỡ lớn máy móc phân giải ra không ít sắt hiện tại đột nhiên hết pin muốn chết ai cho đổi một tiết pin a à? quan kỳ trong lòng khẽ động nhìn một chút id gọi bành kiệm lập tức phát qua nói chuyện riêng huynh đệ ngươi thật sự muốn cầm một trăm đơn vị sắc đổi một tiết pin bành kiệm anh có pin dư thừa quan kỳ đương nhiên là có bằng không tôi có tật xấu nói chuyện riêng cậu làm gì bành kiệm được lập tức giao dịch quan kỳ đợi đã anh phải đưa tôi cục pin rỗng vô dụng đưa tôi thêm một trăm tôi sẽ cho anh một cục pin đầy pin Bành kiệm đáp ứng rất vui sướng. Không thành vấn đề. Quan kỳ không nghĩ nhiều như vậy, thấy bành kiệm đã đem một trăm đơn vị sắt cùng tin rỗng đều treo lên, quan kỳ liền đem tin trạng đầy điện của mình cũng treo lên. Đang chuẩn bị giao dịch. Tế đàn đột nhiên phát ra lời nhắc nhở. Chờ một chút, đối phương tự hồ sử dụng kỹ năng nào đó, giao dịch này có thể có vấn đề. Hả? Còn có kỹ năng? Là quyển trục, thỉnh thoảng có thể câu được tóm lại ngươi lưu ý kẻ lừa đảo ta nhận thấy đối diện có sử dụng một quyển trục quan kỳ nghe tế đang nói xong trong lòng có chút không chắc chắn chậm chạp không xác định giao dịch bành kiệm bên kia rõ ràng sốt ruột thúc giục nói ngươi nhanh một chút a à, giao dịch một chút đều như vậy lề mề đấy nữ sinh cũng không đến mức như vậy đi nghe thấy bành kiệm sốt ruột quan kỳ ngược lại càng không vội ngoài miệng trả lời lập tức lập tức một phút sau, Quan Kỳ phát hiện hàng hóa của Bành Kiệm trong kênh giao dịch đột nhiên từ 200 đơn vị sắt biến thành một đơn vị đất. Thì ra là một thủ thuật che mắt giao dịch. Quan Kỳ thiếu chút nữa bị lừa, nhất thời giận dữ. Sắt của ngươi đâu? Sao lại biến thành đất? Bành Kiệm cũng là tức giận đến không chịu được, thấy mánh khóe lừa gạt không có thành công, lại đau lòng chính mình sử dụng một cái kỹ năng quyển trục, cho là có thể lừa gạt một tiết tin trở về, kết quả đối diện cái này tiểu nương bị như thế nào khôn khéo như vậy ngươi nữ nhân này thật sự là không thể nói lý lâu như vậy không điểm giao dịch nào có ngươi như vậy còn dám trách ta người này cũng quả thật không biết xấu hổ mình gạt người thất bại còn đau lòng đạo cụ lừa gạt của mình mình còn tức giận không chịu được quan kỳ còn muốn trở về nói một chút kết quả phát hiện mình bị bành kiệm kéo đen trò chuyện riêng đã đóng cửa không nói thì thôi giống như hiếm lạ Quan kỳ biểu môi. May mắn tế đang nhắc nhở, bằng không mình liền chịu thiệt, nạp một cục pin cần một giờ, thời gian chính là tài phú. Nếu bành kiệm đã đem chính mình kéo đen, nàng cũng lười lại phản ứng hắn, loại này hỗn đảng liền để cho hắn tự sinh tự diệt tốt rồi. Pin, các ngươi xem, kênh giao dịch có người treo ra một cục pin. Hả? Pin siêu lớn. Đậu má, đây là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh sao? Không bao lâu, Kênh có người dán ra một khối siêu cấp lithium pin, lượng điện có 10.000 đơn vị, nghe nói là trên quân hạm sử dụng pin tổ một phần, hô giá là một triệu đơn vị sắt. Rõ ràng, anh ta không ở đây để bán pin, anh ta ở đây để khoe khoang. Diễn đàn trong nháy mắt bị nổ tung, đầu tiên là tháng phục, sau đó là vô số tiếng mắng chửi, lật mấy ngàn trang. Bỏ qua mắng chửi người lời nói, rốt cục có người bình thường đặt câu hỏi. Đại ca, Ngươi cái này tin ở nơi nào câu ra tên cuồng khoe khoang này tên là ngô hiểu lỗi đang dường dường đắc ý thấy có người hỏi hắn tùy tiện trả lời vừa rồi có một chiếc thuyền lớn đập tới thiếu chút nữa đập chết tôi tôi hoảng hốt tránh qua đột nhiên từ trong thuyền bay ra một tổ pin tôi vội vàng câu tới vừa nhìn có một vạn đơn vị điện hù chết tôi chương 9 pin cùng gian thương bạn đang nghe tại truyện chấm audio mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ cảm tình trong vũ trụ ô tô tàu thủy xe lửa còn có các loại máy móc những thứ này tất cả đều là bảo bối nhưng những bảo bối này hoặc là thể tích quá lớn hoặc là tốc độ quá nhanh hòn đảo nổi nho nhỏ nào dám tới gần sợ là dính liền đụng nát người này vận khí bạo rạp vừa vặn tổ pin từ trong tàu thủy bay ra người này rất là hâm mộ lại hỏi đại ca hệ thống cho pin là có thể lặp đi lặp lại nạp năng lượng ngươi có thể cầm ngươi cái kia đặc biệt cỡ pin cho ta pin nhỏ nạp điểm có thể không ánh mắt ngô hiểu lỗi sáng lên hắn đột nhiên nghĩ đến đây chính là một vụ làm ăn may mắn có người nhắc nhở có thể a à, cho ngươi pin sạc năng lượng ngươi lấy cái gì trao đổi huynh đệ chúng ta nói chuyện riêng đi nơi này nhiều người tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm hai người đối thoại hai người trực tiếp tiến vào trò chuyện riêng nửa ngày không có tin tức truyền ra không nghe được hai người nói chuyện, trong lòng mọi người tự như mèo con cao. Thiếu điện là một vấn đề phổ biến, lái đảo nổi nửa ngày, đồ đạc không câu được bao nhiêu, điện dùng nhanh không kém nhiều lắm. Hầu như tất cả mọi người đều chú ý, mọi người đều rất quan tâm bọn họ nói chuyện thế nào, nạp một cục pin cần bao nhiêu tài nguyên. Rất nhiều người pin đều sắp hết pin, lên tới cấp một đảo nổi mặc dù còn có thêm phần thưởng hai tiết pin, hiển nhiên vẫn là không đủ dùng, đây chính là một cái to lớn thị trường. Quan Kỳ đặc biệt để ý, cô mặc dù không có pin lớn 10.000 lượng điện, nhưng cô có pin mặt trời vô hạn. Việc làm ăn này nếu dễ làm, miễn cho mình đi khắp nơi vất vả đi câu rác vũ trụ, vừa nguy hiểm, vừa mệt mỏi. Toàn bộ mạng đều đang chờ, một giờ sau, rốt cục có tin tức. Ngô hiểu lỗi. Tiếp nhận nghiệp vụ sạc pin, một cục pin 30 sắc, hoặc 200 đá, hoặc 400 đất rất nhiều người cũng đã nghẹn điên rồi, nhanh chóng đi qua giao dịch. Quan Kỳ vuốt tóc một chút, người này vượt qua một thời cơ tốt, vừa có người nâng giá pin lên 100 sắc, hắn trực tiếp đi ra 30 sắc, trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy tiện nghi. 30 đơn vị sắc cũng là tài nguyên không nhỏ, cũng không dễ dàng có được. Nhưng tiếp cận 10 tỷ người ở vũ trụ cùng nhau thám hiểm, luôn luôn có vận khí tốt, tỷ như cái kia bành kiệm trực tiếp câu được một cái cơ hội lơ lửng ở trong vũ trụ cỡ lớn máy móc, thoáng cái liền có mấy trăm đơn vị sắt. Đinh. Có tin nhắn riêng tư. Quan Kỳ vừa nhìn chính là bành kiệm lúc trước. Cô bé, ngươi nhìn xem người ta, 30 sắt liền có thể đổi một tiết pin, lại nhìn xem ngươi có bao nhiêu tâm hắc, đổi một tiết pin muốn 100 sắt. Con hàng này lại dễu cợt kéo hắc, còn đặc biệt đến trêu chọc nàng. Quan Kỳ thiếu chút nữa nói tục, một trăm sắc không phải bành kiệm tự mình nói sao cũng không phải mình kêu giá cả hơn nữa lúc này lúc khác cũng không hiểu sao tên lừa đảo này là tình huống gì chính mình gạt người chính là thiên kinh địa nghĩa một khi lừa gạt thất bại hắn lại đem đối phương trở thành người xấu quan kỳ không hiểu được tâm lý của những người này căn bản cũng không muốn phản ứng với anh vừa muốn kéo bành kiệm vào danh sách đen cô đột nhiên tâm tư xoay chuyển lại có một chút ý nghĩ khác hạ cơn giận xuống, quan kỳ nói. Nói thế nào nhỉ, giá thị trường luôn thay đổi theo thị trường, chẳng lẽ anh chưa từng làm ăn, trong thời kỳ chiến tranh thuốc kháng sinh có thể bán được giá vàng, sau đó không phải mấy đồng một hộp, điều này có gì kỳ quái đâu. Hơn nữa, một trăm sắc là chính ngươi nói ra, cũng không phải ta yêu cầu, chuyện ngươi mưu đồ gạt ta, ta còn ghi tạc trong lòng. Bành kiệm không phục nói. Nói ngươi hắc, ngươi liền kéo đông kéo tây ngươi liền không có một chút lòng xấu hổ. Người này lại hỏi người khác có xấu hổ hay không, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Quan Kỳ cũng không tức giận, ngược lại nhếch miệng cười. Ta nói vị đại ca này, ta cho ngươi tính một cái sổ sách, ngô hiểu lỗi có một vạn lượng điện, một viên tân thủ pin là một trăm lượng điện, nói cách khác, hắn tính toán nhiều nhất có thể cho một trăm tiết pin sạc điện, hắn ít nhất muốn cho mình lưu một nửa điện đi, ngươi đoán, trong vũ trụ có trên mười tỷ người, có bao nhiêu thiếu pin? Bành kiệm. Nghe không hiểu, cậu có ý gì? Đây vẫn là một cái chỉ số thông minh thiếu phí kẻ lừa đảo, quan kỳ cười to nói. Ta là nói, ngươi chỉ lo cùng ta nói chuyện, nào có thời gian cùng người ta giao dịch pin, ta đoán, hắn hiện tại đã đem pin bán hết, ngươi có nhiều hơn nửa sắc phỏng chừng cũng đổi không được pin của hắn. Bành kiệm. Quả nhiên, ngay lúc hai người nói chuyện phím, Ngô Hiểu Lỗi đã tuyên bố tin tức mới chư vị cảm tạ mọi người ưu ái đã giao dịch xong chính ta cũng muốn lưu một chút điện không có khả năng toàn bộ bán hôm nay giao dịch dừng ở đây bành kiệm đại ca ta còn không có thay tin đâu ngươi đừng a à, ta chỗ này có sắt ngô hiểu lỗi xin lỗi người anh em tôi thật sự không thể đổi tôi cũng phải giữ lại một chút điện bành kiệm luống cuốn, vội vàng cầu khẩn nói đại ca ta lấy 50 sắc cùng ngươi đổi. Trong vũ trụ rất cô đơn. Một hòn đảo nổi không di chuyển, thật sự làm cho người ta rất hoảng sợ. Bành kiệm hiện tại cũng rất khủng hoảng. Ngô hiểu lỗi bề bộn nhiều việc, căn bản không trả lời nữa. Xui xẻo không chỉ có một mình bành kiệm, trong diễn đàn một mảnh kêu trên, đều đang nói mình còn chưa đổi được tin. Đang lúc mọi người bàn tán xôn xao, đột nhiên, một tin tức mới tuyên bố ra, nhất thời nổ tung. Tôi nhận sạc pin không giới hạn, sạc một pin cần 50 sắc, hoặc 250 đơn vị đá, hoặc 500 đơn vị đất. Đen như vậy. Cô nương, ngươi cũng quá không chính cống đi, người ta vừa mới 30 sắc, ngươi lần này tăng nhiều như vậy. Quan kỳ đem tất cả mọi người làm im lặng, đây không phải là gian thương xích quả quả. Rất nhiều khách cùng tên, đều xấu hổ vì mình cũng gọi là quan kỳ, cân nhắc ở vũ trụ như thế nào mới có thể đổi tên giá pin sao lại đột nhiên tăng giá lý do của quan kỳ cũng rất đầy đủ mình một giờ mới có thể tràn ngập một viên pin thời gian này phí tổn cũng rất đắt đỏ từ bỏ tuyệt đại đa số người bình thường liền nhìn chầm chầm vào một nhóm người may mắn đứng đầu kia tuy rằng tân thế giới có trên trăm ức người nhưng có thể xuất ra nhiều tài nguyên như vậy đến giao dịch cũng là long phượng sừng lân dù sao thời gian đến thế giới mới này còn ngắn mọi người tích lũy tài nguyên cũng không nhiều nhưng dù là lại thư thất, vẫn là có người đến giao dịch, nếu không nhìn thấy vũ trụ rác rưởi thổi qua, bởi vì không có động lực không cách nào thu, chẳng phải là càng rối rắm. Pin là đồng tiền cứng, một vạn lượng điện thật sự bé nhỏ không đáng kể, quan kỳ tính toán ngô hiểu lỗi căn bản không sạc được bao nhiêu người. Không lâu sau, đã có khách hàng đầu tiên tới cửa. Là một người ngoại quốc trầm mặt. Rất thuần thục đặt một cục pin trống trên thanh giao dịch, cộng thêm 500 đơn vị đất. Quan Kỳ đem pin đầy điện đặt lên, song phương xác nhận một chút, click xác nhận giao dịch, đơn hàng đầu tiên liền hoàn thành. Đất trong nháy mắt liền truyền tống tới, chất thành một cái bao đất. Pin rỗng cũng rơi vào tay Quan Kỳ. Cửa hàng tin Quan Kỳ chính thức khai trương hoạt động, thỉnh thoảng có khách hàng đi vào giao dịch, có người không thích nói chuyện, có người miệng đầy oán giận. Chương 10 Cấp 2 Phù Đảo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tỷ, ngươi so với ta lòng dạ hiểm độc nhiều lắm, ngươi nhặt được bao nhiêu lượng pin A. Đây là ngô hiểu lỗi, hắn hiện tại đã không có pin có thể giao dịch, chỉ có thể nhìn quan kỳ giá cao pin ăn sạch. Quan kỳ không để ý tới hắn, người này cũng đã kiếm lời, phỏng chừng đã thăng lên đảo nổi vài lần. Đại tỷ, em là bành kiệm, em và chị đến thay pin. Bành kiệm vừa mới trào phúng quan kỳ xong rốt cục nhìn không được, lại chạy tới cầu xin, hiện tại 50 sắc hắn cũng nhận. Người này da mặt dày như vậy Quan kỳ rất kinh ngạc Nàng mới tốt nghiệp không bao lâu Nơi nào gặp qua giống bành kiệm loại này Không biết xấu hổ da hỏa Lần này chính là rất là xem dừng Là ngươi à Ngươi muốn 120 sắc Quan kỳ lòng dạ hẹp hòi, Ai bảo ngươi vừa rồi mắng ta Hiện tại đến giao dịch Vậy phải tăng giá chứ Dù sao bổn nữ hiệp cũng không muốn cùng ngươi làm ăn Bành kiệm hít thở không thông Tin 50 sắc không giao dịch được hiện tại cần 120 sắc, trái tim người phụ nữ này thật sự là mực nước làm thành sao. Tiểu muội chúng ta có thể thương lượng một chút không? Muốn giao dịch nhanh lên, không giao dịch đừng làm phiền ta, ta bề bộn nhiều việc. Quan kỳ một ngụm từ chối hắn, hắn đã đói đến trước ngực dán vào sau lưng rồi, nếu không đi câu đồ ăn, chính mình chỉ sợ muốn đói khác mà chết, tâm đều muốn nát. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chỉ có thể cắn răng dùng 120 thiết đổi một đoạn tin trở về tên keo kiệt này, biết sắc là tài nguyên khang hiếm, vừa không nỡ đổi pin, cũng không nỡ đổi thức ăn, kết quả chính mình bức mình đến góc tường, sắp chết, mới bị buộc bất đắc dĩ đến trao đổi, vấn đề là một người sắp chết như ngươi, làm sao còn có lợi thế. Người anh em này thu được pin, tuyệt không vui, trong lòng hận chết quan kỳ, nghĩ thầm. Tiểu nương tử, ngươi chờ tương lai đại gia phú quý, như thế nào sửa chữa ngươi? Làm xong giao dịch, quan kỳ tiện tay kéo bành kiệm, loại người rác rưởi này về sau ít giao tiếp lịch thế giới mới một ngày hai mươi bốn không 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 bất tri bất giác đi vào tân thế giới đã một ngày trôi qua seki vừa nghỉ ngơi vừa giao dịch mơ màng ngủ thiếp đi trên đảo nổi vẫn có một chút hàng khí mới ngủ hơn 3 giờ cô đã tỉnh lạnh nhìn kênh trò chuyện riêng một chút vẫn có không ít người tới tìm cô giao dịch lại trao đổi mấy đơn chính mình cũng không có pin Quan Kỳ lúc này mới tạm thời ngừng giao dịch. Nhìn một chút tài nguyên trên tay mình, có đất 2010, đá 730, sắt 220. Người lấy sắt đến trao đổi rất ít, may mắn còn có 150 đơn vị sắt của Bành kiệm. Nhìn thoáng qua nhu cầu tài nguyên của đảo nổi cấp 2, cần 500 đất, 250 đá, 20 sắt. Trong tay những tài nguyên này đủ để thăng lên đảo nổi cấp 2. Thăng cấp. Quan Kỳ hạ mệnh lệnh sau đó các loại vừa rồi thu thập được tài nguyên bắt đầu chìm vào trong đảo nổi, đảo nổi bắt đầu bành trướng. Lần thăng cấp này biên độ tương đối lớn, đảo nổi gia tăng đến hơn 100 mét vuông, hiện tại nhìn mới giống người có thể ở địa phương. Đảo nổi cấp 2 Đây là một hòn đảo nổi có thể đảm bảo không gian sinh tồn cơ bản, nhưng vẫn chưa đủ, xin hãy cố gắng tiếp tục nâng cấp đi, cấp tiếp theo cần 1.000 đơn vị đất, 500 đơn vị đá, 40 đơn vị kim loại. Quan Kỳ có chút ngẩn người, cô nhìn tài nguyên thăng cấp của hòn đảo nổi này đang tính toán một món nợ. Nâng cấp đảo nổi cấp 1. 250 đất, 125 đơn vị đá. Nâng cấp đảo nổi cấp 2. 500 đất, 250 đơn vị đá, 20 đơn vị sắt. Nâng cấp đảo nổi cấp 3. 1.000 đất, 500 đơn vị đá, 40 đơn vị sắt. Nhu cầu tài nguyên của mỗi cấp đều tăng gấp đôi chứng tỏ phía trước đảo nổi này thăng cấp vẫn rất dễ dàng, nhưng đến phía sau, đó chính là con số trên trời. Nếu quy luật này không thay đổi, đến cấp 10, không phải là nhu cầu tài nguyên hơn 10 vạn sao. Điều này cũng quá dọa người. Nhìn thoáng qua vật chất còn lại của mình, thăng cấp xong còn lại 1610 đơn vị thổ nhưỡng, 480 đơn vị đá, 200 đơn vị kim loại. Chỉ thiếu một viên đá ngươi đã hoàn thành kiến thiết đảo nổi cấp 2, hiện tại phát thưởng hệ thống. Bánh mì bít lê ba. 1. 500ml nước khoáng. Một chai, tin cấp không, trắng. Hai cái, túi ngủ không gian ấm, màu xanh lá cây. Một bản vẽ thiết bị ngẫu nhiên. Đây là bản vẽ thiết bị ngẫu nhiên, cầu nguyện vận khí đi. Phần thưởng lần này có một chút đặc biệt, một cái túi ngủ rất thực dụng, còn có một bản vẽ ngẫu nhiên. Quan Kỳ lấy ra bản vẽ ngẫu nhiên này, sau khi mở ra, một thân lóe sáng, bản vẽ xuất hiện nội dung. Thông dụng loại nhỏ động cơ bản vẽ, màu xanh lá cây. Này so với ngươi bây giờ động cơ năng lượng mạnh mẽ hơn, tiêu hao điện lực càng tiết kiệm, ngươi tuyệt đối đáng giá có được, kiến tạo động cơ cần 300 đơn vị kim loại, 100 gram đất hiếm nguyên tố, kiến tạo một bộ động cơ sau, bản vẽ biến mất. Lưu ý rằng động cơ phải sử dụng năng lượng cấp 1 và năng lượng cấp 0 không thể điều khiển động cơ. Động cơ Đây thật đúng là đồ tốt, nhìn thấy bản vẽ động cơ này, ánh mắt quan kỳ trong nháy mắt sáng lên. Đáng tiếc muốn kim loại quá nhiều, hiện tại mình cũng không có nhiều như vậy kim loại. Đem bản vẽ cẩn thận cất giữ tốt, thao tác bánh lái thuyền, bắt đầu lái đảo nổi tiếp tục đi về phía trước. Pin giao dịch chỉ có thể tạm thời buông xuống, chính mình thăm dò cũng không thể bỏ xuống, rất nhiều trân quý đồ vật, chỉ có thể chính mình thăm dò đạt được. Cách đó không xa thì có một ít vũ trụ rác rưởi, quan kỳ bay qua, dùng móc câu từ rác rưởi bên trong câu đồ vật, cũng không tệ lắm, có một ít quần áo, còn có mấy bình bát bảo cháo. Một trận gió mặt trời thổi qua, đảo nổi chấn động nửa ngày, rác rưởi vũ trụ cũng bị gió thổi tán, bay về phương xa, quan kỳ đành phải thu hồi cần câu, đi tìm chỗ tiếp theo thu hoạch lần này chủ yếu là quần áo đều là một ít quần áo mới chính là những quần áo này kích thước quá lớn quan kỳ cũng không ghét bỏ lấy ra vài kiện tùy tiện bọc ở trên người coi như là chống lạnh trong vũ trụ quá mức trống trải lái đảo nổi nửa giờ cũng không nhìn thấy đống rác vũ trụ thứ hai đột nhiên kênh trò chuyện riêng của quan kỳ lại sáng lên mở ra kênh vừa nhìn là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương tên gọi lâm giai avatar của hệ thống này chỉ có thể là avatar của người thật, mọi người hoàn toàn không thể sửa đổi, diễn đàn này vẫn là diễn đàn cưỡng chế chế độ tên thật. Kẻ lừa đảo kỳ thật rất buồn bực, giống như bành kiệm, vĩnh viễn cũng không thể che giấu thân phận, diễn đàn vô cùng không hữu hảo. Lâm Giai phát bản vẽ lên kênh, để quan kỳ xem trước một chút. Thẻ thăng cấp bình thường, màu trắng. Có thể cho bạn quyền nâng cấp kiến trúc bình thường trên đảo nổi tài nguyên cần thiết để nâng cấp bạn cần cung cấp khác, thẻ này sau khi sử dụng một lần sẽ biến mất. Tấm thẻ này có chút ý tứ, chính là nói rõ bên trong nhắc tới kiến trúc bình thường, cũng không biết cái gì thuộc về kiến trúc bình thường. Nhìn bộ dáng đáng thương của cô gái nhỏ này, quan kỳ mềm lòng, lấy ra một cục pin, lại cho cô một chai nước, đem tấm thẻ này đổi lại. Tỷ tỷ ngươi thật tốt, về sau ta có đồ tốt đều trước tìm ngươi tới đổi. Lâm dai rất cảm động, nàng tìm mấy người cũng không chịu đổi nàng đều sắp tuyệt vọng toàn bộ mạng đều nói quan kỳ là đại gian thương nhưng quan kỳ không chỉ thay tin cho cô còn tặng thêm cho cô một chai nước phải biết rằng thức ăn và nước uống chính là vật tư khan hiếm chỉ sau pin một chai nước có thể cứu sống một mạng người